Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học viện Trader. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách rút tiền quỹ MFF. Cụ thể là với tài khoản evaluation. Thì đây là tài khoản được nhiều bạn quan tâm và cũng có nhiều bạn tham gia với cái tài khoản Evolution của quỹ MFF. Thì cái hệ thống, hệ thống của MFF thật sự là nó vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Vì vậy, khi bạn rút tiền thì bạn sẽ phải tự nhập số tiền của mình vào Điều này sẽ khiến một số bạn lung túng là không biết mình sẽ nhận được những khoản tiền nào ra làm sao. Thì để xem cái hướng dẫn rút tiền thì các bạn có thể vào bài viết quỹ MBF. Đường link bài viết thì mình sẽ để dưới mô tả của video. Thế để rút tiền thì chúng ta sẽ cần phải biết được rằng là chúng ta sẽ được rút những khoản nào. Thì đầu tiên, sau khi bạn hoàn thành hai vòng thử thách đối với tài khoản Evolution, tức là vòng 1 thì bạn cần phải đạt mục tiêu lợi nhuận là 8% vòng 2 bạn phải hoàn thành mục tiêu lợi nhuận là 5%. Thì sau khi bạn hoàn thành hai vòng thử thách thì bạn sẽ được rút tiền. Khoản tiền đầu tiên mà bạn có thể rút đó là tiền thưởng 2% mục tiêu lợi nhuận vòng 1. Các bạn nhớ nhé. Tiền thưởng 2% mục tiêu lợi nhuận vòng 1 và yêu cầu là bạn phải hoàn thành hai vòng thử thách xong rồi. Thì tùy thuộc vào cái loại tài khoản bạn sử dụng thì bạn sẽ tính cái 2% mục tiêu lợi nhuận vòng 1 của bạn là bao nhiêu và bạn sẽ thực hiện cái lệnh rút tiền. Giả dụ với tài khoản 100.000 đô thì mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là 8.000 đô thì bạn nhân 8.000 đô với 2% thì ra là 160 đô. Còn với tài khoản đây, với tài khoản 200.000 đô thì cái mục tiêu lợi nhuận là 16.000 đô. Thì cái số tiền thừa 2% mục tiêu lợi nhuận vòng 1 đó là 16.000 đô nhân 2% là ra 320 đô thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác cách rút uh, tiền thưởng vòng 1 như sau. Thì bạn uh, đăng nhập vào tài khoản mới bếp, sau đó chọn phần uh, Ballard Request này. Các bạn kiểm tra tên, email, rồi các bạn điền tài khoản MT4 vào. Trong trường hợp mà bạn vượt qua hai vòng nhưng bạn chưa nhận được tài khoản thực, thì bạn điền cái tài khoản MT4 là cái tài khoản vòng 2. Còn nếu bạn đã nhận được tài khoản thực thì bạn điền luôn cái tài khoản thực vào đây. Giờ ở đây mình ví dụ điền cái tài khoản MT4 thực chẳng hạn. Sau đó các bạn chọn cái tài khoản này evaluation. Tiếp đó bạn chọn đến cái tiền thưởng vòng 1. Thì ở đây bạn điền số tiền của mình, ví dụ với tài khoản 200 000 đô thì số tiền thưởng vòng 1 là 320 đô. Ở đây bạn chọn phương thức thanh toán thì các bạn nên chọn uh, phương thức thanh toán là uh, crypto. Tiếp đó bạn chọn cái đồng coi mà muốn thanh toán và bạn sẽ lấy địa chỉ ví. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn uh, lấy địa chỉ ví đây, lấy địa chỉ ví crypto để rút lợi nhuận đây. Thì các bạn xem cái video này và cái video này hướng dẫn lấy địa chỉ ví ở sàn Lên. thì các bạn có thể xem là có thể lấy được. Rồi các bạn thêm vào đây. Thì ở phần comment này các bạn có thể ghi chú cái cái thông tin về cái số tiền này giả dụ ở đây thì mình sẽ điền cái thông tin là như thế này thì họ có thể biết được rằng là mình đang sử dụng cái tài khoản là 200.000 đô và họ sẽ kiểm tra rất là dễ dàng thì sau khi điền xong thì các bạn nhấn vào phần này và nhấn vào kích vào submit for thì với hệ thống của mấy hiện tại thì họ sau khi mình mấy lần rút tiền thì nhấn vào submit form thì hầu như là họ không có email xác nhận vì vậy, bạn nào mà mới rút thì mà không có email xác nhận thì các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé vì hệ thống của họ chưa thật sự hoàn thiện. Thường là mình thấy là một hai ngày thì đã nhận được tiền rồi. Để như vậy. Thì đây là cách rút tiền thưởng lợi nhuận vòng 1. Tiếp theo đó là rút tiền thưởng vòng 2. Thì để rút tiền thưởng vòng 2 thì bạn cần phải đáp ứng những yêu sau. Thứ nhất là sau 30 ngày kể từ khi bạn nhận tài khoản thực. Thứ hai là bạn trong 30 ngày đó thì bạn uh, giao dịch tối thiểu là 10 ngày. Thứ ba là trong 30 ngày đó bạn tạo ra được một mức lợi nhuận là dương. Thì bạn sẽ được rút uh, tiền thưởng 4% mục tiêu lợi nhuận vòng 2. Khi các bạn uh, đáp ứng được các yêu cầu thì các bạn uh, sẽ nhận được các khoản tiền sau. Thứ nhất đó là tiền thưởng 4% mục tiêu lợi nhuận vòng 2. Thứ hai đó là khoản uh, phí hoàn nạn là 112%. Thì thông thường chúng ta quen thuộc với việc hoàn phí là 100%. Tuy nhiên thì MBEP đưa ra chính sách rất là tốt. Đó là hoàn phí lên đến 112%. Và thứ ba là 75% lợi nhuận. Thì tháng thứ nhất bạn sẽ được 75% lợi nhuận. Tháng thứ hai bạn sẽ được 80% lợi nhuận. Và tháng thứ ba bạn sẽ được 85% lợi nhuận. Giả sử là sau 30 ngày với tài khoản 200.000 đô thì bạn có cái lợi nhuận là 10.000 đô và phí bạn phải trả để mua tài khoản 200.000 đô là 900 đô. Thì số tiền tổng số tiền bạn có thể rút. Được là Thứ nhất là tiền thưởng 4% mục tiêu lợi nhuận vòng 2 thì đối với tài khoản 200.000 đô thì mục tiêu lợi nhuận vòng 2 là 10.000 đô thì lấy 10.000 nhân với 4% thì ra 400 đô. Thứ hai là mức phí. Thì đây bạn phải trả là 900 đô thì bạn sẽ nhân với 112% thì ra là 1000.008 đô thứ ba là cái lợi nhuận do bạn tạo ra trong tháng thứ nhất thì bạn lấy cái lợi nhuận đó là 10.000 nhân với 75% thì ra là 7.500 đô và bạn cộng tất cả cái số tiền này vào nhau thì ra là 8.908 đô. Thì để rút cái tiền thưởng của ai thì bạn thao tác như sau. Thứ nhất bạn vẫn chọn tài khoản, đây là tài khoản thực nhá. Vì lúc này bạn đã có cái tài khoản thực rồi thì bạn điền cái tài khoản MT4 thực vào đây. Sau đó bạn chọn vào cái phần tiếp tục chọn vào elevation. Tiếp tiếp đó bạn chọn vào phần đây, tiền thưởng vòng 2. Sau đó bạn nhập cái số tiền, đây nhập tổng cái số tiền là 8908 đô. Và phương thức rút tiền thì mình giữ vẫn giữ nguyên nhá. Thì ở đây bạn sẽ comment như này. Thứ nhất là cái tiền thưởng 4% mục tiêu lợi nhuận vòng 2 thì bạn copy như này. Thì khi mình copy như này thì họ sẽ hiểu được rằng a à, mình đang sử dụng cái tài khoản nào và đang số tiền được tính đây là tiền gì thì họ sẽ có thể nhìn vào hệ số nhân, họ có thể nhận ra được. Đây bạn copy vào đây. Và tiếp theo, bạn copy cái lợi nhuận do bạn tạo ra trong tháng thứ nhất. theo bạn copy như này thì họ nhìn vào các hệ số họ có thể nhận ra được đây là tiền gì tiền gì thì họ kiểm tra dễ dàng hơn. Và cuối cùng bạn tích vào đây và nhấn vào submit For thế là được. Thì đây là cách rút tiền tiền thưởng vòng 2. Cuối cùng đó là chúng ta sẽ rút tiền bằng lợi nhuận từ tháng thứ 2 thứ 3. Thì từ tháng thứ 2 thì bạn sẽ nhận được 80% lợi nhuận và sang tháng thứ 3 trở đi thì bạn sẽ nhận được là 85% lợi nhuận thì cách thao tác như sau giả dụ tháng thứ hai bạn tạo ra mức lợi nhuận là 12.000 đô thì bạn sẽ thao tác như sau ở đây bạn tiếp tục để cái tài khoản thực của bạn này sau đó bạn chọn vào tài khoản evaluation sau đó bạn chọn vào cái phần evolution nip này rồi ở đây bạn nhập cái số tiền bạn nhận được sau khi nhân với hệ số đây 9.600 đô nhìn vào đây tiếp theo thì mình cũng điền cái phép tính như này là họ sẽ biết được rằng là mình đang rút trong tháng thứ hai đấy sau đó mình nhấn vào phần submit For từ tháng thứ ba trở đi thì cũng như vậy và bạn sẽ chú ý đến cái hệ số là thay vì là 80 thì bây giờ bạn được 85 và bạn cũng điền vào đây và nhấn vào phần submit là xong thì đấy là các cách thao tác để chúng ta rút tiền từ quỹ mbf thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái email mà bạn nhận được sau khi mới web đã thanh toán cho bạn. về cơ bản thì cái email xác nhận thanh toán của mới web là như này. Đây các bạn ạ, bạn này nhận được số tiền là rất là cao. Tận 100.000 đô. Hơn 100.000 đô. Ngoài ra thì có một lưu ý là nếu các bạn chọn bằng hình thức crypto thì các bạn nhớ là chọn đúng cái địa chỉ ví đồng thời cũng là chọn đúng cái cái mạng lưới để trong vấn đề rút tiền không xảy ra trục trặc gì nếu bạn xảy ra trục trặc thì nó sẽ rất mất thời gian và điều thứ hai đó là các bạn nên rút tiền bằng đồng stablecoin có nghĩa là những đồng mà giá nó không đổi nếu bạn rút tiền bằng eth thì có thể lúc nhận tiền thì giá nó sẽ biến động nó gây có thể là hao hụt tài sản của bạn tuy nhiên thì để để đảm bảo ổn định nhất thì với quỹ mbf thì các bạn nên chọn là usdc để không bị hao hụt tài sản lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.